giá trị của đồng tiền. Gửi cô. Dạ vâng, cháu xin. Trông anh thật nhàu nát, chắc vì anh có giá trị thấp nên mọi người mới không trân trọng. Anh hãy nhìn tôi xem, tôi là tờ tiền có giá trị lớn nhất, nên lúc nào cũng được người ta nâng niu, quý trọng. Trên người tôi chẳng bao giờ có nếp gấp. Ấy, anh 500 nghìn đừng nói thế. Ai trong chúng ta cũng đều có giá trị cả, ai cũng có ích và đều được mọi người trân trọng. Cô 200 nghìn hãy nhìn lại mà xem, chẳng phải anh 1 nghìn vừa xấu xí lại vừa nhăn nhó, còn tôi đẹp đẽ ngần này hay sao? Trời tối rồi, chuẩn bị tính tiền rồi đóng cửa hàng về thôi. Ôi da, đau quá. Tôi đã nói rồi mà. Vâng, con về ngay. Tổng số tiền của anh là 700 nghìn. Gửi cô. Vâng, cảm ơn anh. Đã 10 giờ đêm rồi. Thôi, hết giờ làm rồi, chuẩn bị về thôi. Chúng ta về thôi. Ôi, chúng ta lại đến một chỗ mới này. Ôi, chị 200 nghìn và anh 500 nghìn. Vui quá, lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh chị. Anh chị còn nhận ra em không ạ? À? Ồ, tưởng ai, hóa ra là 1 nghìn đấy à. Ôi, chào em 1 nghìn, em khỏe không? Lâu quá không gặp. Em khỏe ạ, à? Anh 500 nghìn ơi, anh có khỏe không ạ? À? Gớm, trông chú em mỗi ngày một xơ xác hơn ấy nhỉ. Khổ thân, đồng tiền giá trị thấp nó thế, tội nghiệp quá. Trông em xấu lắm ạ. Không phải đâu, em rất đáng yêu. Em hãy kể cho chị nghe thời gian qua em đã đi những đâu nào. Gớm, giá trị thấp như thế thì đi đâu được, chả ai trân trọng đâu. Phải như tôi đây này, mới có nhiều chuyện để kể. Anh ơi, vậy thời gian qua anh đã đi chu du ở đâu ạ? Anh kể cho em nghe với. Ta đi trên những chiếc xe sang trọng, lướt trên đường phố, đến những tòa nhà cao tầng. Thật thích quá, anh kể tiếp đi ạ, có nhiều chuyện vui không ạ? Ta còn được đến những vũ trường sang trọng, những đèn nhấp nháy tuyệt đẹp. Tôi cũng đi cùng anh, mà chả thấy có gì thú vị cả. Sao lại không thú vị? Những nơi như vậy, còn lâu cậu em 1 nghìn mới có cơ hội đến đó nhé. Anh thấy thú vị à, em thì nghĩ khác. Những cậu ấm cô chiêu ấy chả quý trọng gì chúng ta, rơi vào tay họ là chẳng bao lâu lại rơi luân phiên vào tay những kẻ khác. Nhưng kể cả như thế thì chúng ta vẫn rơi vào tay những cậu ấm cô chiêu quyền quý cơ mà. Họ giàu sang, quyền quý thật, nhưng họ không trân trọng chúng ta. Chúng ta cũng đã từng lạc vào những sòng bạc rồi. Anh thấy ở đó thái độ của người ta với mình như thế nào? Đó là kỷ niệm đáng buồn nhất mà anh đã phải trải qua. Họ ném anh như rác, đau đớn, di chuyển hết từ người này sang người khác. Nhiều khi họ vồ lấy anh, cười ha hả, anh tưởng mình như đang bị rách ra. Đúng vậy, đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác ấy, vô cùng đau đớn. Nhiều khi họ giận dữ, thách thức nhau, em có cảm giác như mình sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có những chuyến du lịch đáng nhớ và được đến những nơi quyền quý. Những nơi đó thì chú em 1 nghìn còn lâu mới được tới. Thế còn em, chắc em cũng có chuyện để kể cho anh chị nghe chứ. Em cũng không có nhiều chuyện để kể đâu ạ. Em đã đến với những người nghèo. Đầu tiên, em đến với một cụ già nghèo khổ. Em đã ở cùng cụ rất lâu. Cụ trân trọng em lắm. Lúc cụ buộc phải đưa em cho người bán bánh mì, cụ đã thì thầm cảm ơn em và những người bạn 1 nghìn khác như em. Nhờ chúng em mà cụ đã không bị đói. Ồ, vậy à. Sau đó, em đã đến nhà của một bạn học sinh. Bạn học sinh đó đã cất em vào một nơi gọn ghẽ và sạch sẽ, cùng với nhiều bạn 1 nghìn như em. Ồ, vậy em ấy không đem em đi tiêu sao? Dạ không. Ngày nào, em ấy cũng đem chúng em ra đếm, vuốt ve phẳng phiu. Rồi đến một ngày,
Em ấy vui vẻ đưa tiền cho mẹ và nói với mẹ em ấy rằng: "Đây là số tiền mà con tiết kiệm được trong thời gian qua. Con sẽ đem đi ủng hộ kế hoạch nhỏ giúp các bạn nhỏ vùng cao mua sách vở và bút ạ." Mẹ em ấy nhận lời không? Vậy là em lại chu du đến vùng cao à? Dạ có ạ. Mẹ em ấy rất ủng hộ. Em được em nhỏ vuốt ve rất lâu, rồi được đến vùng cao cùng các bạn nhỏ. Ở đó, các bạn nhỏ vùng cao cũng rất quý trọng em. Em thật hạnh phúc. Giá trị của em tuy nhỏ, nhưng lại được mọi người hết sức trân trọng. Anh xin lỗi vì thái độ của mình lúc trước. Em mới là người có cuộc sống thật là ý nghĩa. Vợ chồng lão tỷ. Được mùa, thóc lúa đầy bồ, mà sao chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ông Bảy đi đâu? Vào nhà tôi uống chén trà đã. Tôi ra thăm vựa lúa vừa về tới đây. Thế cho tôi xin chén nước mát nào. Bà nó đâu? Mang trà, thuốc ra mời khách quý nào. Vâng, em ra ngay đây. Mời hai anh xơi nước. Trời ơi, người đâu mà vừa đẹp, giọng lại ngọt như mía lùi thế này. Kìa, ông Bảy, uống trà đi chứ. À vâng, cảm ơn anh. Mình có kế hay để vừa có thể trả nợ, vừa trở nên giàu có rồi. Mình này, tôi có chuyện muốn bàn với mình. Chuyện gì thế? Mình có muốn kiếm thật nhiều tiền, ăn sung mặc sướng không? Nhiều tiền, ăn sung mặc sướng, ai mà chả thích. Ông Bảy là người giàu có nhất vùng này, quá vợ, sống cô đơn đã lâu. Thì sao? Hình như ông ta rất thích mình. Ông ta đã gần 80 tuổi rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Nếu em chịu làm vợ ông ấy, nay mai ông ta chết, tất cả tài sản sẽ là của em. Ông nói gì thế? Không được đâu, làm vậy phải tội chết. Mình thương tôi, thương các con. Tôi nợ ông ta nhiều tiền quá, không thì phải bán nhà để trả nợ mất. Thôi được, mình để tôi suy nghĩ thêm. Chỉ là giả vờ thôi, chúng ta ly dị, mình lấy ông Bảy. Sau khi ông ta qua đời, chúng ta lại đoàn tụ. Ơ kìa, vợ nhà tỷ có chuyện gì mà khóc lóc thế? Em khổ quá. Thằng chồng em nó cờ bạc, lại đánh đập em suốt ngày anh ạ. Em chẳng tiếc sống nữa. Nếu em thấy khổ quá thì bỏ quách nó đi, sang ở với anh. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Thật không? Anh hứa rồi đấy nhé. Anh hứa. Ngần này tuổi rồi, anh còn lừa em làm gì? Cá cắn câu rồi đấy ông nó ạ. Thế thì mình nhanh nhanh làm thủ tục ly hôn nhỉ. Sau vụ này, chúng ta tha hồ mà ăn sung mặc sướng, khỏi phải lao động vất vả nhé. Sao rồi em? Xong rồi anh ạ. Tòa chia cho em cái cửa tiệm tạp hóa và phải nuôi con anh ạ. Vậy là bây giờ em có thể đàng hoàng qua ở với anh rồi. Thế thì tốt quá. Nhưng em sợ lão tỷ tức tối lại đến phá phách hay làm phiền gì mẹ con em. Hay là anh bố trí xóa nợ cho lão đi, mới mong chúng ta ấm êm được. Được, được. Xóa nợ thì có gì. Cái tiệm tạp hóa của em cũng để cho lão buôn bán, em không cần đụng tay vào việc gì hết. Vậy em để các con lại cho ba chúng nó nuôi, cộng với cái hiệu tạp hóa nhé. Được, được. Để lão khỏi làm phiền chúng ta. Mình ơi, mình ơi, mình tỉnh lại đi, sao thế này? Khổ thân ông, bà nhà trúng gió, ra đi đột ngột quá. Thôi, ông cố gắng giữ gìn sức khỏe, âu cũng là cái số rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính, tiền bạc chưa thấy đâu, đã mất luôn vợ, đen đuổi. Anh tỷ, khi nào thì anh thu xếp đồ đạc rời đi để trả tiệm tạp hóa cho tôi? Ông nói gì? Sao tôi phải rời đi?
tài sản của vợ tôi, có chứng nhận của pháp luật đây. Vợ tôi mất rồi, giờ tôi có quyền sở hữu, ông mau dọn đi cho. Trời ơi là trời, đúng là khôn ngoan không lại với trời, thật là quả báo, quả báo. Anh Tý trồng mía. Mình ơi, trời ơi, giờ này mà vẫn còn nằm đây được à? Có chuyện gì mà cô cứ rối cả lên thế? Anh xem kia kìa, nhà ông Tư, ông Sáu, người ta trồng thêm vụ mía nữa. Bây giờ đến ngày được thu hoạch rồi, được bao nhiêu là tiền? Người ta giỏi thế chứ, trồng mía thì có gì mà ghê gớm. Mình chẳng trồng cũng sống được, có làm sao đâu. Ôi trời ơi, sống thế này mà gọi là sống à? Anh xem, cái nhà này có cái gì đáng giá không? Hễ cứ động đến việc gì cũng phải đi vay đi mượn. Trời đất ơi, sao tôi khổ thế này. Thôi, thôi được rồi, cô thích thì mai tôi đi trồng mía, được chưa? Anh nhớ nhé, nói là anh phải làm đấy. Thế mai anh sang hỏi ông Sáu xem cách trồng mía thế nào, rồi học người ta mà làm. Cái gì? Trồng mía thì có gì mà phải hỏi? Cô cứ ngồi đấy chờ xem. Thằng Tí này đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì cả cái làng này có mà lác mắt. Thì ra là xới đất lên rồi để hom mía xuống đó, có gì đâu. Này, cô đã mua được hom mía chưa? Hôm nay bắt đầu trồng thôi. Đây, tôi phải vay mượn mãi mới mua được chỗ này đấy. Vợ chồng nhà anh Tý vợ này cũng trồng mía đấy à? Có gì sang mà hỏi ông Tư, ông Sáu. Nhà hai ông ấy trồng mía là giỏi nhất làng đấy. Vâng, cảm ơn bác. Em đã nghiên cứu kỹ rồi, cũng đơn giản ấy mà bác. Đợt này cũng không cần tưới nhiều nước đâu bà. Ừ, 2 ngày tưới 1 lần phải không ông? Được. Này, mới mấy ngày mà đã lên xanh rị thế này rồi. Úi dào, lên được là nhờ tôi đấy, chứ cô thì trồng làm sao được. Này, Minh. Ui, cái gì? Ban nãy tôi đi qua ruộng mía nhà ông Tư với ông Sáu, thấy mía nhà các ông ấy to, cao, đẹp hơn mía nhà mình ạ. À, mà thấy mọi người ăn thử bảo ngọt lắm. Thế à? Mình đã thăm dò rất kỹ rồi mới làm theo, mà sao lại thế được nhỉ? Phải đi thám thính xem thế nào mới được. Mía sắp thu hoạch được rồi đấy. Thời điểm này cần phải chăm sóc, tưới nước cho đầy đủ vào thì cây mới ngọt được bà. Vâng, nhà mình trồng bao nhiêu năm rồi, ông còn phải nhắc tôi nữa sao? Mình cũng làm thế chứ có khác gì đâu nhỉ? Nhưng mà chẳng lẽ mình trồng mía mà cũng chỉ như ông bà ấy thì tầm thường quá. À, phải rồi, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Mía của mình thế nào cũng sẽ ngon nhất cho mà xem. Này, mình bắt tôi hòa nước đường nhiều thế này để làm gì vậy? Thì cô cứ làm đi, để tưới cho mía chứ còn làm gì nữa. Mía được tưới nước ngọt thì ngọt phải biết. Mình có chắc không đấy? Tôi chưa thấy ai làm thế bao giờ. Thì làm gì có ai biết mà làm chứ. Đây là bí kíp gia truyền nhà tôi phải lục lọi mãi mới tìm thấy đấy. Rồi cô xem, mía nhà mình sẽ ngọt nhất vùng, ai cũng phải biết tiếng. Mà cô phải giữ mồm giữ miệng đấy nhé, lộ ra là hỏng bét. Mình thật là giỏi. Được rồi, em sẽ giữ mồm giữ miệng. Mình ơi, Mình. Lại cái gì thế? Mất cả giấc mơ đẹp của người ta. Mơ cái gì? Ra mà xem, mía nhà mình úa héo hết rồi. Sâu bọ rồi kiến ở đâu ra mà lắm thế? Chúng bu vào cây nào cây nấy đang kịch cả ruộng kia kìa. Hả? Cô bảo sao? Trời ơi! Sao? Sao thế này? Bí kíp gia truyền của anh đây hả? Trời ơi!
bao nhiêu công sức, tiền của tôi. Thì tôi cứ nghĩ tưới nước đường thì mía sẽ ngọt hơn. Ai ngờ dốt thì bảo là dốt cho người ta thương, đã bảo sang mà học người ta lại cứ gàn dở, ương ngạnh cơ. Trời ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.